Xin chào mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm thuốc kháng sinh Cefixim 400mg. Cefixim là một kháng sinh phổ rộng được chỉ định trong một vài trường hợp nhiễm khuẩn nhạy cảm với thuốc như là nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm khuẩn tai mũi họng, đặc biệt là viêm tai giữa. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, trường hợp viêm họng, viêm amidan. Nhiễm trùng đường tiết niệu như viêm bàng quang, niệu đạo, viêm thận, bể thận không biến chứng, bệnh lậu, bệnh thương hàn. Liều dùng và thời gian dùng thuốc thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Liều dùng thông thường như sau, thời gian điều trị thông thường sẽ từ 7 đến 14 ngày. Đối với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi thì từ 200mg đến 400mg trên một ngày, có thể uống làm một lần hoặc chia làm hai lần. Đối với những trường hợp bị nhiễm trùng nặng, điều trị bệnh lậu uống liều duy nhất 400mg. Đối với trẻ nhỏ thì cứ 8mg trên một cân nặng, ngày uống một lần duy nhất hoặc là chia làm hai lần trong một ngày. Trẻ em trên 50 cân thì dùng liều tương đương với người lớn. Đây là thuốc kháng sinh nên quý khách vui lòng uống theo chỉ định của bác sĩ hoặc dược sĩ. Mọi thắc mắc có thể liên hệ số điện thoại 0945 091 489 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Quý khách có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc hoặc để lại tên, số điện thoại cũng như là địa chỉ, nhà thuốc sẽ gửi hàng cho quý khách. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi các video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.